đá rất đặc biệt, gây quỹ thiện nguyện, điều ước thể thao. Đại Cá và Hồng Trang sẽ đồng hành cùng quý vị trong buổi lễ ngày hôm nay. Tôi rất muốn giúp đỡ những cái hoàn cảnh, những mảnh đời khó khăn ở trong thể thao. Thì may quá thì có các em đây, các em đã làm từ đấy rồi. Đấy thì mình chỉ được đồng hành thôi, như là support, hỗ trợ các em trên cái chặng đường này. Đấy thì ngoài cái việc sự kiện ngày hôm nay và những cái sự ủng hộ ngày hôm nay ấy, thì chúng tôi còn mong muốn là cam kết là hoạt động và đồng hành một cái chặng đường dài cơ. Đấy thì cũng rất mong muốn là đến nỗ lực của các em để gây dựng cái quỹ này là lớn mạnh lên và làm được nhiều điều ý nghĩa, nhiều những điều tốt cho xã hội. Thể thao sẽ ngày càng lớn mạnh hơn nữa.